kinh văn. Bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết, lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Lược giảng. Bấy giờ lúc Bồ Tát định từ tại dương cung kính lễ Phật và lui ra ngồi sang một bên rồi, thì bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bốn vị thiên vương của bốn phương đều cư ngụ ở lưng chừng núi Tu Di. Cung điện có thành trì bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não bao quanh. Thành cao 4,200 gió tuần, chung quanh có 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới văn, đa võng, 7 lớp bao lơn, bao bọc, vô cùng trang nghiêm. Tứ phương thiên vương, tức là bốn vị thiên vương trấn giữ ở bốn phương: Đông phương thiên vương, Nam phương thiên vương, Bắc phương thiên vương và Tây phương thiên vương. Một, Đông phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Đa La Tra. Trung Hoa dịch là Trì Quốc. Trì tức là trì hộ. Vị thiên vương này giữ gìn và bảo hộ quốc gia cùng tất cả chúng sanh. Đông phương thiên vương có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Trong các quỷ thần do Đông phương thiên vương thống lãnh thì có một số là hương thần, thần hương thơm, và một số là xú thần, thần hôi thối. Hương thần là ai? Đó chính là Càn Thác Bà trong Bát Bộ Quỷ Thần. Trên đầu có một cái sừng. Càn Thác Bà rất thích ngửi mùi hương, hãy đánh hơi thấy nơi nào có hương thơm là liền chạy về hướng đó. Ngọc Đế tức là Nhân Đà La Dương. Có một loại hương gọi là hương chiên đàn, khi nào đốt hương này lên, Càn Thác Bà ngửi được thì liền đến và khẩy đàn tấu nhạc cho Ngọc Đế nghe. Bởi Ngọc Đế vẫn còn ở trong lục dục thiên, chưa ra khỏi cảnh giới ngũ trần, cho nên còn thích nghe Càn Thác Bà tấu nhạc. Vậy Càn Thác Bà là nhạc thần của Ngọc Đế, mà cũng chính là hương thần. Trì Quốc Thiên Vương còn thống lãnh cả số thần, còn có tên là Phú Đơn Na. Đi đến đâu là hôi hám thối tha đến đó. Đây cũng chính là vị Phú Đơn Na được nhắc tới trong Chú Lăng Nghiêm. Bản lãnh cùng thần thông của số thần chính là phóng ra mùi hôi, và hãy đến nơi nào thì nơi ấy liền có mùi hôi thối nồng nặc. 2. Nam phương thiên vương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên vương này là Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là Tăng Trưởng. Vị thiên vương này có thể làm cho thiện căn của chúng sanh được tăng trưởng. Nam phương thiên vương cũng có 99 người con trai và cũng đều gọi là Nhân Đà La. Bốn vị thiên vương này mỗi vị đều có 99 người con trai và đều được gọi là Nhân Đà La. Như vậy cả 396 vị đều có cùng một tên gọi giống nhau. Nam phương Tăng Trưởng thiên vương cùng cai quản thống lãnh các quỷ thần, trong đó có loài diễn quỷ, quỷ xa và cận quỷ, quỷ gần. Vì sao gọi là diễn quỷ? Vì loài quỷ này thường tránh xa loài người. Vì sao gọi là cận quỷ? Vì loài quỷ này thích làm tổ tiên của người ta, hãy đến nhà người nào thì làm tổ tiên của người đó, cho nên gọi là cận quỷ. Diễn quỷ có tên gọi là gì? Trong Chú Lăng Nghiêm, diễn quỷ được gọi là Cư Bàn Trà. Đúng ra những chữ này phải đọc là Cư Bàn Đồ. Nhưng hiện nay những người tụng chú đều đọc là Cư Bàn Trà. Có lẽ Cư Bàn Đồ cũng biết mình bị đổi tên rồi. Do vậy, quý vị có đọc là Cư Bàn Trà thì cũng được linh ứng như nhau. Cho nên tên gọi thì không có gì là nhất định cả. Tại sao Cư Bàn Đồ lại bị đọc nhầm thành Cư Bàn Trà? Vì người ta không nhìn cho rõ chữ đồ. Chữ hoa thì chữ đồ và chữ trà chỉ khác nhau ở một nét ngang, và hai chữ này cũng chỉ hơn kém nhau một nét ngang ấy mà thôi. Phần dưới của chữ trà là chữ mộc, thiếu một nét ngang. Còn phần dưới của chữ đồ là chữ gì thì thêm một nét ngang. Bởi chỉ sai khác nhau một nét ngang nhỏ nên người ta lơ đễnh mà làm lẫn chữ đồ ra chữ trà. Thế nhưng khi nghe ai gọi Cư Bàn Trà thì Cư Bàn Đồ cũng biết đó là người ta gọi mình. Hình dạng của Cư Bàn Trà như thế nào? Cư Bàn Trà hình thù trông như cái vại hay cái chum lớn tròn tròn, không có đầu cũng chẳng có chân. Vì loài quỷ này thường tránh xa, không thích ở gần con người nên gọi là diễn quỷ. Loài cận quỷ được gọi là Bệ Lệ Đa, và cũng có được nhắc đến trong Chú Lăng Nghiêm. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều thờ cúng bài vị tổ tiên, và loài quỷ này thường lân la tìm đến làm tổ tiên cho từng nhà.
Bởi là quỷ này thích tiếp xúc thân cận với loài người nên được gọi là cận quỷ. 3. Tây Phương Thiên Dương. Theo tiếng Phạn, tên của vị thiên dương này là Tỳ Lưu Bát Xoa, Trung Hoa dịch là Tạp Ngữ. Ngụ ý rằng vị thiên dương này biết nói đủ các thứ tiếng, thông thạo tất cả ngôn ngữ của mọi quốc gia. Tây Phương Thiên Dương còn được gọi là Quảng Mục Thiên Dương và cũng thống lãnh một số quỷ. Đó là loài quỷ nào? Chính là loài quỷ mà trong Chú Lăng Nghiêm gọi là Tỳ Xá Đồ và Trung Hoa dịch là Đạm Tinh Khí Quỷ, tức là loài quỷ chuyên ăn tinh khí. Tỳ Xá Đồ còn được dịch là quỷ điên cuồng, bởi loài quỷ này có thể làm cho người ta sanh bệnh điên cuồng, bị phát điên phát cuồng. Loài quỷ này lại chuyên ăn tinh khí của con người, chúng đến những nơi nam nữ có hành vi tánh dục xảy ra để ăn thứ tinh khí bất tịnh ấy. Một khi quỷ Tỳ Xá Đồ khiến cho người nào mắc bệnh thì người đó không còn hay biết gì cả, phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, những người bị loài quỷ này hãm hại, dù có ở bệnh viện tâm thần, họ cũng không dễ gì bình phục được. Tây Phương Thiên Dương còn thống lãnh cả rồng độc, độc long. Loài rồng có độc độc này, hễ bắt chúng vừa nhát thấy người nào thì người đó liền bị trúng độc của chúng ngay tức khắc. Chẳng những thế, nếu quý vị nghe tiếng của chúng, ngửi thấy mùi của chúng hoặc tiếp xúc, đụng chạm vào chúng thì cũng đều bị trúng độc cả. Như vậy, Tây Phương Thiên Dương thống lãnh cai quản hai loại quỷ thần là quỷ Tỳ Xá Đồ và loài rồng độc. 4. Bắc Phương Thiên Dương. Trong bốn vị thiên dương thì Bắc Phương Thiên Dương là thủ lãnh và cả ba vị thiên dương kia đều phải chịu sự chỉ huy của vị thủ lãnh này. Bắc Phương Thiên Dương cũng cai quản quỷ thần, đó là loài quỷ thần nào? Đó là hai loài quỷ, quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát. Dạ Xoa có rất nhiều loại, có Dạ Xoa đi dưới đất, có Dạ Xoa du hành trên không trung, có Dạ Xoa ở trên trời. Dạ Xoa còn được gọi là quỷ tiệp tật, tức là loài quỷ chạy nhanh, bởi chúng có thể chạy với một tốc độ sắp xỉ tốc độ của ánh sáng. Quỷ La Sát còn được gọi là quỷ khả bố đáng sợ, vì chúng rất tàn ác và có hình thù trông rất đáng sợ. Bốn vị thiên dương cai quản các quỷ thần như thế ở thế gian, và đến lúc cần họp hội nghị thì họ đều quy tụ ở chỗ của Bắc Phương Thiên Dương. Bắc Phương Thiên Dương có tên là Tỳ Sa Môn, Trung Hoa dịch là Đa Văn, vì vị thiên dương này có kiến thức rất uyên thâm, hiểu nhiều biết rộng. Cũng chính vì thế mà ba vị thiên dương kia đều răm rắp tuân theo hiệu lệnh cùng mọi sự sai bảo của Bắc Phương Thiên Dương. Ha ha ha, 问什么的说